Bé gái mới nổi được cho là xinh hơn cả hoa khôi nhí Cần Thơ thực chất là ai? Hình ảnh bé gái 8 tuổi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, dự đoán xóa ngôi bé gái Cần Thơ Lê Huỳnh Bảo Ngọc thực chất cũng có một vị trí vô cùng ấn tượng. Quý vị và các bạn thân mến, khoảng thời gian gần đây, hình ảnh các bé gái xinh xắn đáng yêu mang gương mặt thu hút tràn ngập khắp các trang mạng xã hội trong nước, thậm chí còn có cô bé vươn tầm thế giới, nổi bật trong đó là hình ảnh bé gái 9 tuổi gốc Cần Thơ Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Nhiều người nhận xét Huỳnh Bảo Ngọc không chỉ mang gương mặt xinh xắn hay đáng yêu thông thường của những bé gái mới lớn, mà em còn sở hữu một thần thái khác thường khiến ai từng gặp gỡ, ngắm nghía đều cảm thấy rất cuốn hút. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái mà dường như cô bé này xuất sắc hơn nữa khi có tài lẻ đáng để như hát hay và từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi. Hiện nay hoa khôi nhí Tây Đô cũng sở hữu một fanpage gần 1 triệu người theo dõi và được nhiều người ưu ái gọi với cái tên bé gái xinh nhất Việt Nam. Tuy nhiên, ít ngày trở lại đây, trên một số diễn đàn mạng xuất hiện một vài bức ảnh của một bé gái khác cũng mang gương mặt xinh xắn, đáng yêu và thần thái rất thu hút. Bé gái này có đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh và nước da cực trắng. Đặc biệt, nụ cười cũng không thua kém Huỳnh Bảo Ngọc. Nhiều người không ngần ngại bày tỏ rằng rất có thể cô bé này sẽ xóa ngôi vị trí số 1 của Bảo Ngọc, bé gái xinh nhất Việt Nam. Thật bất ngờ khi danh tính của bé gái này được tiết lộ, giúp nhiều fan của Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Vì bé gái này thực chất là một cô bé người Trung Quốc, Bùi Giai Hân. Bùi Giai Hân sinh ngày 28 tháng 10 năm 2009, hiện sống ở quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cô bé này cũng chính là một trong những tiểu hoa đáng nhí của làng mẫu xứ Trung. Không những thế, nhiều người cho rằng gương mặt của Giai Hân rất giống với nữ diễn viên Angelababy hay Hao Hao như Dương Mịch. Thực ra, nếu là một người thường xuyên theo dõi các mẫu nhí thế giới, thì sẽ nhanh chóng nhận ra đây là Bùi Giai Hân, cái tên mẫu nhí nổi tiếng tại xứ Trung. Hình ảnh cô bé được lan truyền rất nhiều trên các diễn đàn mạng. Các nét trên gương mặt của Giai Hân tương đối giống người Việt nên đã khiến nhiều người lầm tưởng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, có lẽ cô bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc vẫn là bé gái người Việt xứng với danh hiệu được người dân mạng đặt cho nhất, đó là bé gái xinh nhất và đáng yêu nhất Việt Nam. Có 60 bạn trai, thiếu nữ trả giá khi lên 19. Trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô gái từng có 60 bạn trai năm 17 tuổi tiết lộ những góc tối của cuộc đời cô. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, thiếu nữ họ Ly người Đài Loan, Trung Quốc từng khiến mạng xã hội dậy sóng. Làm sao có thể tin cô gái mới 17 tuổi nhưng đã yêu tới 60 người? Chuyện tưởng đùa như thật ấy nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội năm 2015. Nhiều người không đồng tình với cách yêu như cưỡi ngựa xem hoa và thay bộ như thay áo của cô nàng. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày bắt đầu nổi như cồn, Ly năm nay 19 tuổi. Lẽ ra đây là độ tuổi xinh đẹp nhất của đời người, nhưng với cô gái này thì không phải vậy. Trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình mới đây, Ly lộ vẻ già trước tuổi với nhan sắc tàn phai nhợt nhạt. Tuy nhiên cô vẫn khẳng định sẽ yêu thêm thật nhiều chàng trai khác rồi đá họ thật đau. Nguyên do vì Ly từng bị tổn thương chuyện tình cảm trong quá khứ và chàng trai phủ vàng là người cô yêu rất nhiều. Sự thật đã rõ mồn một, vậy mà vẫn có nhiều nam thanh niên muốn làm tình nhân mới của Ly. Ngay sau khi tuyên bố này, Ly nhận về hàng loạt lời chỉ trích. Thế nhưng với bản tính lì lợm của mình, cô cũng chẳng ngần đáp trả dân mạng bằng những lời lẽ thô tục nhất. Không biết chàng trai nào sẽ là bến đỗ tiếp theo trong cuộc đời, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa. Thiếu nữ mua váy online, nhìn thì đẹp lung linh, nhưng khi nhận hàng thì nhận cái kết đắng. Cô gái ngợp thở vì chiếc váy thảm họa mua hàng online. Nạn nhân của sự cố mua hàng qua mạng không được đồng cảm, ngược lại bị dân mạng ném đá dữ dội. Thêm một sự cố mua hàng online khiến dân mạng xôn xao. Chuyện các cô gái mua hàng online dở khóc dở cười khi nhận về sản phẩm khác hoàn toàn với hình trên mạng, đặc biệt là quần áo, giày dép không còn xa lạ. Thậm chí, ngay cả những trang phục gắn mác hàng thiết kế, giá cả đắt đỏ vẫn không tránh được tình huống éo le, người và quần áo đường ai nấy đi.
Mới đây, dân mạng đang xôn xao trước dòng tâm sự của một cô gái có tên là Thu Phương, là nạn nhân của thảm họa mua hàng online. Cô đăng hai bức ảnh, một bên là sản phẩm do người mẫu mặc, một bên là sản phẩm do mình mặc. Sự khác biệt một trời một vực giữa hai bức ảnh khiến người xem giật nảy. Cô gái bị ví như khúc giò lụa khi diện chiếc váy mua qua mạng. Thu Phương đặt mua một chiếc đầm suông trễ vai màu hồng, nhưng sản phẩm nhận về không như mong đợi. Chiếc váy lên người cô nàng chật ních, o ép ba vòng, ngay cả màu sắc cũng có phần khác sản phẩm mẫu. Dù tự thiết kế thêm chiếc đai thắt ngang eo, Thu Phương vẫn bị lộ nhiều khuyết điểm cơ thể khi diện chiếc váy này. Thông thường, nạn nhân của thảm họa mua hàng online thường nhận được sự đồng cảm của dân mạng. Nhưng trường hợp của Thu Phương thì ngược lại, cô bị chỉ trích là không biết lượng sức mình, chọn cỡ váy nhỏ mới dẫn tới bức ảnh thảm họa như thế này. Bên cạnh đó, còn không ít bình luận khiếm nhã nhắm vào ngoại hình có phần mẫm mỉm của cô. Đây là chiếc váy Thu Phương nhận được từ tay chủ shop. Liên hệ với Thu Phương, sinh năm 1996, cô cho hay chỉ đăng ảnh với mục đích giải trí chứ không nhằm bóc phốt. Cô và chủ shop đã giải quyết ổn thỏa sự cố mua hàng online này. Cách đây ít ngày, Thu Phương đặt hai chiếc váy hàng thiết kế loại 1, màu sắc khác nhau với kiểu dáng như trên, mỗi chiếc có giá 350.000 đồng. Trước khi đặt, cô nàng đã hỏi rõ kích cỡ, giá cả và quyết định chọn cỡ to nhất. Khi nhận hàng, Phương rất hài lòng với chiếc váy màu xanh. Cả kiểu dáng và kích cỡ đều phù hợp. Thế nhưng, chiếc váy màu hồng lại khiến cô tái mặt vì quá chật và khác xa với hình ảnh trên mạng. Thu Phương không quá khổ như dân mạng tưởng tượng. Mình nhắn tin với chủ shop và được chị ấy hỗ trợ đổi lại. Chuyện cũng không có gì to tát mà mình lại bị dân mạng nhạo báng, chế giễu, thóa mạ đủ kiểu như vậy. Thật sự rất buồn, Phương nói. Thu Phương thừa nhận bản thân thừa cân khi cao 1m69. Nhưng nặng đến 68kg. Thế nhưng cô khẳng định vẫn mặc vừa chiếc váy màu hồng trên nếu nhận được sản phẩm đúng. Cô nàng trông khá thon gọn khi mặc quần áo đúng cỡ. Cô nàng nhắn nhủ với các cô gái thích mua đồ qua mạng nên hỏi rõ kích cỡ sản phẩm, nói rõ chiều cao, cân nặng của mình để nhân viên tư vấn. Nếu có thể nên bảo họ chụp ảnh sản phẩm gốc xem sao, sẽ thật hơn là ảnh người mẫu mặc. Chẳng may sản phẩm nhận được khác xa ảnh mẫu. Cũng nên bình tĩnh nói chuyện với chủ shop, nhờ họ đổi hàng. Như vậy, hai bên giải quyết dễ dàng hơn. Mới 28 tuổi, mặt biến dạng như bà già 80 do ham mỹ phẩm rẻ. Thiếu nữ xuất hiện gây choáng trong ngày lên xe hoa. Cô gái trẻ khiến cả hai họ chết ngất với nhan sắc khi xuất hiện trong đám cưới. Một cô gái trẻ người Trung Quốc không may mắn bị hủy hoại nhan sắc sau khi dùng mỹ phẩm rẻ tiền. Hậu quả thảm hại của cô này đã là bài học cho không ít người trong suốt thời gian dài đối với việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Sau khi chứng kiến gương mặt như bà lão của cô gái có tên Hu Yuan đang sinh sống ở Trung Quốc, mọi người vô cùng lo sợ về tương lai của cô. Nhiều người cho rằng cô sẽ không thể lấy được chồng với nhan sắc hiện tại của mình. Tuy nhiên gần đây, Hu Yuan bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh trong đám cưới của mình. Hình ảnh cô sánh bước bên người chồng điển trai khi ở tuổi 28 đã khiến không ít người phải rưng rưng hạnh phúc. Điều khiến mọi người bất ngờ đó là nhan sắc của cô gái đã thay đổi chóng mặt sau khi trang điểm. Xuất hiện trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, Hu Yuan xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô rạng rỡ sánh bước cùng chồng trong ngày hạnh phúc. Đây xem như một cái kết đẹp cho cô nàng sau một thời gian dài sống chung với gương mặt xấu xí già nua. Mười một tuổi đã là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi, thiếu nữ khiến toàn châu Á sững người với bí mật động trời phía sau. Cuộc sống của bé 11 tuổi và hai đứa con trong ngôi nhà tồi tàn khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Mới đây trên trang thông tin của Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của bé gái tên Linh Ly, 11 tuổi, đã là mẹ của hai đứa trẻ. Sự việc nhanh chóng được chia sẻ và nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng châu Á. Đáng lẽ ở lứa tuổi của bé gái này thì mọi đứa trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi học, tuổi vui đùa để vẽ nên hồi ức đẹp của tuổi thơ. Nhưng bé gái này đã phải một mình chăm sóc hai đứa trẻ. Được biết vì gia đình ép buộc nên bé gái phải cưới một người đàn ông gia đình khá giả, hoặc đám cưới với người đàn ông lớn tuổi và không hề có tình yêu. Sau khi lấy chồng, bé gái đã hạ sinh hai đứa con sinh đôi. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, người chồng cũng qua đời vì căn bệnh lâu năm.
Sau khi chồng qua đời, một mình bé gái đã vừa phải đi học, vừa phải chăm sóc cho hai đứa con của mình. Bố mẹ vô cùng xót xa khi nhìn thấy cuộc sống đầy kham khổ của con gái mình, nhưng đã quá muộn.